Xin chào mọi người đã quay trở lại với phố ăn chơi. Các bạn biết không, nếu như mà trước đây ai mà ở Cầu Giấy mà muốn đi Aeon thì sẽ phải đi phượt tận Hà Đông hoặc là Long Biên. Nhưng mà hôm nay thì chúng mình đã tìm ra được một Aeon ở trong lòng Cầu Giấy, và địa chỉ ở đây là chính là số 9 Phạm Văn Đồng. Và mắt mình là rất nhiều cái thể loại bánh như thế này, rất là đa dạng và mùi thơm, nó rất là thơm nhá. Ngào ngạt mùi đồ ăn. Từ đấy cái này gấp không gấp được. There's a different pizza. There's seafood and beef. Beef. Oh, yeah. Okay, thank you. Hải đang tư vấn bánh cho. I am the translator. Sau khi đi làm một vòng siêu thị này xong, nói thật là nó rất là to. Mình đã chọn được những món ở dưới đây như là croissant này, cupcake này, donut này. Cái này là... Cái gì? Quên mất rồi. Nó có tên ở đây. Nó có tên đấy, nhưng đây, mà mình quên mất rồi. Mình sẽ chèn cái tên nó trên này á. Sashimi à, mình bơ tỏi. Sushi. Sashimi ở đây là cảm giác ăn lúc ăn vào trong miệng nó tan ra trong miệng hơn ấy. Ăn nó cực kỳ tươi. Ừ, rất là tươi. Sau đây sẽ đến với chuyên mục trò chơi sushi. Ai bốc phải đũa ngắn hơn thì sẽ phải chịu thử thách wasabi. 1, 2. Ai ngắn hơn? Tao không hiểu. Tao không hiểu. Phải ăn nha. Eo thế. Có ức gừng hồng á. Có ức gừng hồng ạ? Sắp hết gừng rồi. Tôi đau đớn, tôi gục ngã. Ố, nguyên này. Thấy chưa? Tôi đang chấm. Ấn nhẹ thôi. Không, im, bỏ tay ra. Hả? Hả to à? Hả to à? Nguyên này vẫn là tao thua. Đúng. Nhưng mà lần này không không ăn chanh nha. Xin đấy, không, đừng vì chanh. Ok ạ. Mút mút mút. Sao chị? Ngon không chị? Eo thề kiểu ăn mù tạt không cảm xúc ấy. Nhưng mà thực sự là tao ăn được mù tạt nên là thêm mũi nhiều đúng không, nhưng mà nó không bị sọc cái mũi đâu. Đây ngồi. Ăn không đấy. Thấy có cảm xúc gì không? Không có cảm xúc gì luôn. Chuyến không ăn gì cả. Món này là cần gì mà đọc đi. Okonomiyaki phô mai nha mọi người. Tại vì có một miếng phô mai ở trên này này. Ăn như nào? Ăn như nào? Đưa đũa ăn. Từ cái này là nguyên một miếng. Đây nhá, giờ nhá. Ừ. Mọi người biết cái bánh pizza, mình sẽ. Ôi, ăn thật sự rất béo nhá. Này là có phô mai với cả cái sốt teriyaki ấy, cực quyện với nhau, rất hợp. Xong rồi có cả này, bắp cải, bột. Với bên trên nó là cái phô mai với cả mozzarella mọi người. Ừ. Mỗi tội cái này nếu được làm nóng lên ăn sẽ ngon hơn, và cái phô mai nó sẽ chảy ra ấy, ăn lại quyện hơn. Mình có thể kéo dài được nữa ấy. Okay. Tiếp theo là hai loại cupcake. Đây là cupcake đậu đỏ hay là cupcake gì? Ta quên tên.
đây là đậu đỏ nha mọi người. Bên nước ngoài người ta gọi là red velvet, còn bà này là nó là đậu đỏ không được ăn được. Tôi về Việt Nam. Bây giờ là mình review nha. Ăn. Tiếp. Reaction đi. Tuy chỉ muốn hơi khô nhưng mà về cái độ ẩm của bánh nó trung hòa được tất cả với nhau rồi tạo nên một cái cực kỳ là ngon luôn. Các bạn ạ, sau khi mà mình tách này ra thì cái lớp sô cô la trên này nó có bung ra hết. Rồi bọn mình bây giờ nếu mà ăn bọn mình phải chấm cả cái này nữa. Ừ nha, mọi người sẽ chấm như này này. Nhiều hơn đi, ăn không nha. Mà thật sự ngon ấy. Dai, rất dai, ăn rất cuốn luôn. Với lại lúc mà tách ra ấy, nó hơi bị dao nhưng mà lúc ăn thì nó lại ngon. Đúng. Nó không bị khô. Hầu hết mình thấy bánh ở đây thì đều không bị khô. No các mọi người ạ. Thật sự là no ấy. Chúng mình đã ăn hết đống đồ ăn này rồi và tổng vị chi cho bữa ăn hôm nay là bao nhiêu từ từ thế hóa đơn. 316.000 cho ui. Cho 3 người bao gồm cả cameraman. Thì chắc là cái lần sau cái lần này thì mình sẽ đến đây nhiều hơn, bởi vì mình thấy đây là một địa điểm khá là yêu thích với mình. Và chúng mình sẽ kết video ở đây. Mong là các bạn sẽ follow kênh Phố Ăn Chơi và cập nhật những video mới nhất của chúng mình. Nhớ like và subscribe cho Phố Ăn Chơi và ấn nút chuông để nhận thông báo nha. Bye bye. À quên, ai cần một translator như mình thì alo nhé.